À, xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay vào bếp của mình làm món cá hồi sốt cà chua nhé. Thì nguyên liệu gồm có này, đây là một miếng cá hồi khoảng độ 400 g nhé. Còn đây là nguyên liệu gồm có nửa quả chanh này, hai quả cà chua này, hành này, tỏi này, gừng này, ớt này nhé. Và bên này là một chút rau thì là này, một ít hành hành tây này, một ít hành lá nhé. Đây còn bên này là 3 thìa nước mắm này, 1 thìa bột nêm này và 1 thìa nhỏ đường nhé. Và mình có ớt bột này, hạt tiêu này, tỏi này và muối nhé. Các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Bạn ơi, cá này thì ở cửa hàng người ta đóng sẵn sạch sẽ như nhé, mình không cần phải rửa nữa đâu. Thì là mình về mình rắc muối này. Đây là mình cho muối trắng nhé, rồi sau đó mình sẽ đặt lên nữa này. Và bên này cũng thế nhé, mình rắc muối này. Rồi sau khi muối đã xong nhé, mình sẽ lật lật cái da của con cá này lên nhé. Để mình làm cho nó vừa sạch này, vừa cái da cá của nó sẽ được, khi mình rán nó sẽ giòn đấy. Đấy, mình cho một chút chanh lên, mình nhớ là mình chỉ ấy bên trên đi nhé, bên trên da nhé, không cần ấy xuống thịt đâu nhé. Mình cũng cho một chút muối lên trên nhé. Sau đó mình cho một chút ớt bột lên nhé các bạn nhé. Nhà mình thích ăn ớt này, mình cho chút này. Và cho hạt tiêu nhé. Các bạn ơi, sau khi mình đã thái hành, gừng, tỏi nữa, mình vắt lấy một chút nước này. Đây mình sẽ có một chút nước, mình sẽ trộn lên, tưới lên cá này nhé, cho nó vừa thơm này, vừa là cái hành tí mình phi nó sẽ giòn hơn đấy, không không có nhiều nước nó sẽ giòn hơn này. Đây là mình cho nước hành, nước gừng vào nhé. Và bên này cũng thế nhé. Đấy, mình ướp khoảng độ là 15 phút nhé. 15-20 phút thì xong mình cho vào chảo mình rán. Các bạn ơi, sau khi mà mình đổ dầu vào chảo đã nóng dầu rồi nhá, thì bắt đầu mình cho cá vào. Mình cho dầu nhiều một chút nhé. Bạn ơi,
sau khi mà đã rán ra xong nhé, thì mình sẽ bỏ ra đĩa này. Nhìn ngon không? Nhìn cái màu của nó rất là hấp dẫn. Các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đến phi hành nhé. Hành tỏi gừng này mình đổ dầu mới vào. Xong bắt đầu là mình đổ hành gừng và tỏi vào mình phi nhé. Mình cứ thế là mình phi cho nó vàng nhé. Các bạn ơi, sau khi mà hành tỏi gừng và đã được phi vàng lên nhé, giòn rất là giòn, thì cái lúc chúng ta vắt một chút nước đi cho nên nó rất là giòn. Bây giờ mình sẽ đổ cà chua nhé. Các bạn ơi, sau khi mà cà chua đã rừng nhé, mình cho khoảng độ là một chén nước nhỏ nhỏ này, và mình đun cho nó có nước tí cho nó ngập kia miếng cá. Và sau đó mình sẽ cho cá vào nhé. Và cứ thế nhé, mình múc nước mình dưới lên với cá này. Đây là món cá hồi sốt nhé bạn ơi, cá hồi sốt cà chua. Đây mình chỉ làm theo suất ăn của nhà mình thôi nhé. Mà mọi người tùy thuộc vào gia đình từng nhà. Sau đó mình sẽ lật lên một lần nữa bạn ơi. Các bạn ơi, sau khi mà cá đã chín nữa, mình lật hai bên đối rồi mình cho hành thì là vào. Mình đảo đều đi. Và sau đó mình cho ra đĩa nhé. Các bạn ơi, cuối cùng thì mình đổ ra đĩa nhé. Mình đã hoàn thành xong món cá hồi sốt cà chua. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Cái món này rất là dễ làm các bạn ơi. Các bạn có thể làm cá hồi sốt nước mắm này, cá hồi tẩm bột này. Nói chung là chế biến được nhiều món rất là ngon, mà món cá hồi này rất là nhiều dinh dưỡng. Thưa anh em, mình xin kết thúc video ở đây nhé. Hẹn các bạn ở video sau nhé. Xin chào.